Nhà vườn Trao Chảo thân mến chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với kênh Nhà vườn Trao Chảo nha. Thì thưa các bạn, hiện giờ nhà vườn Trao Chảo đang đứng nói chuyện với các bạn ở tại vườn Bích Thái của nhà vườn Trao Chảo đây. Thì nhà vườn Trao Chảo nói chuyện nhưng mà trong lòng không được vui. Vì cái anh thương lái á, ảnh đến ảnh đang cắt mít, anh đang cắt mít đó các bạn. Thì tự dưng ảnh nhận được điện thoại của một cái vựa. Họ nói là: "Bốn ơi, ngưng mua mít nha em." Mà trong khi đó ảnh đang cắt, cắt xuống nhà vườn Trao Chảo là 6 trái rồi. Mà ảnh nhận điện thoại vựa là ngưng mua. Thì đành đoạn là nhà vườn Trao Chảo cũng không bán 6 trái đó cho ảnh, và ảnh lên xe ảnh chạy về. Bây giờ nhà vườn Trao Chảo mới đứng nói chuyện với các bạn đây. Thì bây giờ tình trạng mít Thái như vậy, thương lái đến vườn đang cắt mít, cầm dao cắt mít, thỏa thuận giá, giá thì rất rẻ. Loại nhất có 10.000 một ký, loại 2 có 4.000, loại 3 có 2.000, nhưng mà cũng không mua nữa. Thì như vậy thì nếu mà những người mà trồng mít Thái như chúng ta như vậy thì lấy thu nhập đâu mà sống? Như vậy thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là có nên đốn mít Thái để trồng những cây khác hay không? Mấy ngày hôm nay, bây giờ nhà vườn Trao Chảo đang đứng nói đây thì cũng gần là ngay cái rằm của tháng 11. Còn có một rằm nữa là chúng ta đã đón Tết nguyên đán rồi, Tết âm lịch rồi. Thì mấy ngày hôm nay về tình hình mà mít Thái như vậy, rồi tình hình là xe chở nông sản Việt Nam kẹt ở cửa khẩu 4-5.000 chiếc, rồi tình hình là thương lái thua lỗ vì nông sản không được thông quan qua Trung Quốc. Nói chung là rồi tình hình Covid càng ngày càng tệ đi, cũng chưa kiểm soát được Covid, biến thể thì liên tục. Thì mấy hôm nay nhà vườn Trao Chảo nghe rất nhiều câu bình luận comment trên kênh của nhà vườn Trao Chảo, cũng như là nghe tất cả các bạn nông dân ở bên ngoài họ râm ran những cái câu là đốn mít Thái trồng cây khác, đốn mít Thái trồng cây khác. Nhưng thưa với các bạn, trong các loại cây mà nông nghiệp hiện giờ thì nhà vườn Trao Chảo thấy rằng cây mít Thái là cây thứ nhất là dễ trồng, dễ chăm sóc, dễ vận chuyển và dễ quản lý. Dễ quản lý về sâu bệnh cũng như quản lý về năng suất, quản lý về tài chính luôn. Các bạn có thể ghi nhật ký, các bạn bỏ bao nhiêu phân xịt, bao nhiêu thuốc, mướn bao nhiêu công, các bạn rất dễ, các bạn đánh số từng cây luôn, nếu mà các bạn chịu khó một chút. Không có cây nào mà dễ như cây mít Thái thật sự. Và lúc nào cái giá mít Thái, có những lúc giá mít Thái vẫn ngon hơn trái sầu riêng, thật sự là vậy, ngon hơn trái sầu riêng các bạn ha. Thì như vậy thì chúng ta mới có bị khó khăn, xin lỗi mà mình đứng hơi trời hơi nắng chút nha các bạn, không sao hết nha, cứ bình thường nha các bạn, cứ tự nhiên, mình thích cái tự nhiên hơn. Chúng ta mới có khó khăn có một tuần hai tuần thôi mà chúng ta phải đòi đốn cây mít Thái. Mà thưa với các bạn, các bạn coi chừng sai lầm á nếu mà các bạn đốn mít Thái ngay lúc này nha. Tại vì trong suốt cái quá trình mà 10 năm nay trồng mít Thái á, thì cây mít Thái nó không riêng về những cái mặt hàng nông sản khác, vì chúng ta bán có một thị trường duy nhất là Trung Quốc thôi. Mà Trung Quốc là một thị trường lúc thì dễ tính, lúc thì khó tính. Cái thị trường của Trung, cái thị trường mà nhập khẩu nông sản của Trung Quốc á, nó đi theo kinh tế và chính trị xã hội. Bởi vậy khi mà kinh tế chính trị xã hội ban giao ổn định thì rất là ngon, trơn tru. Còn chúng ta gặp một chút gì đó mà về chính trị xã hội ban giao không có ổn định thì là bắt đầu có những sự giở trò từ phía bên kia biên giới, và chúng ta sẽ khó khăn vì chúng ta thức lệ thuộc. Chúng ta lệ thuộc có một người mua thôi, và người đó là họ độc quyền. Họ muốn làm gì họ làm, họ muốn bày trò gì họ bày trò. Nhưng trong 10 năm nay thì thỉnh thoảng có vài lần mít Thái rơi vào trong khủng hoảng.
nó gọi là trường hợp bất khả kháng, như giá đao xuống rất rẻ hoặc là thương lái ngừng mua, nhưng mà nó chỉ trong một cái thời gian ngắn. Mình nói chuyện với các bạn hôm nay nó ngưng mua vậy, nhưng mà mình đảm bảo là có thể là một tuần nữa hoặc là nửa tháng nữa thì chắc chắn là mít Thái sẽ lên giá, và lúc đó các bạn sẽ thấy thương lái, các bạn thương lái sẽ chạy đầy đường để đi tìm mua mít Thái. Thì ngay lúc này các bạn đốn mít Thái, các bạn trồng gì? Sầu riêng 5 năm. Các bạn có đủ tiền mặt để các bạn chăm sóc cây sầu riêng hay không? Theo mình được biết, một người nông dân trồng sầu riêng á, khi mà lên mô mà đặt cây sầu riêng xuống mô rồi á, thì trong nhà các bạn từ lúc trồng cho đến lúc thu hoạch thì cây sầu riêng đó các bạn phải có từ 4 đến 5 triệu tiền mặt để các bạn mua phân, mua thuốc và bò mướn công để mà chăm sóc cây sầu riêng á. Chứ không phải là dễ như cây mít Thái. Cây mít Thái này lúc nào các bạn khá một chút, các bạn cho nó phân, các bạn khá một chút cho nó NPK, các bạn lúc nào mà ít tiền thì các bạn có thể mua phân gà, phân bò, ủ quai mục, rơm rạ gì các bạn cứ thảy dưới gốc, xung quanh gốc đó là nó chấp nhận hết. Còn sầu riêng là khác. Sầu riêng các bạn phải làm theo quy trình và bài bản. Làm một ký sầu riêng nó khó hơn một ký mít Thái. Rồi các bạn trồng cái gì? Các bạn trồng mãng cầu Thái hay là các bạn trồng cam sành? Mà mình thấy hiện giờ cam sành hay là các bạn trồng xoài, và hiện giờ xoài, mãng cầu và cam sành cũng không có được cái giá như mít Thái, và không có được cái sự tổ chức mà thương lái tổ chức mua đàng hoàng chu đáo như cái trái mít Thái hồi nào giờ. Và tất cả các cái dựa mà thu mua những cái mặt hàng nông sản nó rất ít. Các bạn bắt đầu đi từ cây lậy trên quốc lộ 1A, các bạn đi cho đến cầu Mỹ Thuận thì các bạn thấy vựa mua mít Thái rất nhiều. Và các bạn hiện giờ các bạn chạy dọc theo quốc lộ 14 của tỉnh Đắk Nông, hoặc các bạn dọc theo quốc lộ 20 của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Định Quán, các bạn thấy rất nhiều cái vựa mua mít Thái. Chứ còn mà những cái vựa mà mua mãng cầu hay là mua xoài cũng có đó, nhưng mà rất là ít. Nhưng cái mà nhà vườn Trao Chảo muốn nói với các bạn là cái khó khăn mấy ngày hôm nay á, nó không phải là nó đổ dập trái mít Thái không đâu. Thưa các bạn, trong 4.500 cái container kẹt ở ngoài Lạng Sơn á, nó có cả chú già, nó cả có cả container sồi cao lãnh, nó cả container là vú sữa Vĩnh Kim, nó có cả container là khoai lang, nó có cả container là cá ba sa, có cả container là tôm hùm, tôm càng. Nói chung là 4.500 container đó là chung số phận với trái mít Thái. Thì các bạn ngay lúc này mà các bạn nói đốn mít Thái để các bạn trồng chú già, hay là đốn mít Thái các bạn trồng mãng cầu, hay là trồng sầu riêng. Sầu riêng thì đến bao giờ các bạn ăn đây? 5-6 năm. Trong đó trái mít Thái 14 tháng đến 16 tháng. Các bạn chăm sóc đúng thì bắt đầu cho quả đầu rồi. Thì các bạn phải chịu khó. Ngay lúc này thì mình biết là gần cuối năm, gần Tết Nguyên Đán thì ai cũng rơi vào trong hoàn cảnh là rất kẹt, kẹt dữ lắm, kẹt về kinh tế. Nhưng mà các bạn phải cố gắng vượt qua. Mình rất là động viên bà con nông dân và các bạn trồng mít Thái cố gắng. Sắp tới đây mình sẽ có khai quang một số đất nữa, vài ngàn mét vuông đất nữa, thì mình vẫn quyết định là trồng cây mít Thái. Mình lên trên mạng Facebook, mình có chơi kết bạn với một cái bạn ở An Giang. Bạn, cái nickname của bạn là Bông Mít. Bạn trẻ lắm, bạn 20 mấy tuổi thôi. Bạn có một vườn mít Thái và bạn cho thu nhập rất là cao, rất là cao. Vừa rồi mình có theo dõi trên Facebook bạn thì mình thấy là bạn có mướn thêm một số đất nữa. Bạn lên clip, đầu tiên là bạn trồng đu đủ, bây giờ bạn đã thu hoạch đu đủ rồi. Cách đây khoảng một tuần thì mình thấy là bạn tập kết về cả ngàn cây mít Thái con nữa, để cây mít Thái giống nữa đó, để bạn chuẩn bị trồng nữa. Thì các bạn thấy cái bạn Bông Mít, cái bạn mà có cái nickname Bông Mít này, mình không biết bạn tên gì. Bạn rất là dễ thương và kỹ thuật trồng mít Thái của bạn rất là cao. Mình cũng âm thầm theo dõi cái Facebook của bạn đó và mình học hỏi nhiều cái kinh nghiệm từ phía bạn đó lắm. Bạn quê ở An Giang đó. Và ai nói xuôi nói ngược, bạn này vẫn mướn, hình như mình được biết bạn mướn vài chục công đất chứ không phải ít nha. Ngoài cái vườn mít Thái của bạn, hình như mình được biết là mười mấy công ở tại An Giang rồi đó. Thì bây giờ bạn chuẩn bị triển khai thêm khoảng mấy chục công đất nữa để bạn trồng mít Thái.
Tại vì thực sự có cái bài hát đó là nhà anh trồng mít Thái, năm bán đâu có nhiêu đâu mà. Có 1 triệu trái à. Bán xong lấy vợ luôn. Thì cái bạn bông mít này mình thấy hình như là bạn nói để bạn gom tiền để bạn lấy vợ đó. Thì thực sự là đây là mình kể chuyện vui nha. Mình rất là thích những cái gương mà vượt khó và tự tin như vậy. Thì chắc chắn rằng trong vài năm nữa, bạn bông 1.000 cây mít Thái bạn bông mít đang trồng đây, sắp sắp tới đây sẽ cho bạn không những lấy một cô vợ mà có thể lấy nhiều cô vợ. Vì mình được biết tình hình miền Tây hiện nay mít Thái chết hàng loạt rất nhiều. Có vườn chết 30%, có vườn chết 50%, có vườn chết 70%. Mình sẽ làm một cái video khi mà cây mít Thái trưởng thành và thu hoạch rồi chết á, thì chúng ta không thể nào mà nhét ngay một cây mít Thái con vô ngay cách cái gốc đó mà nó tốt được, không có. Hình như là phải cải tạo đất làm sao á, chứ không phải các bạn nói là cây mít Thái chết rồi các bạn nhét cây mít Thái con vô rồi nó như cây mít Thái cũ đâu, không có đâu. Nó không có phát triển và nó đứng lại, nó chặn lại và nó không có phát triển, nó không hoàn toàn nó không phát triển gì hết. Giống như là những cây mít Thái trưởng thành kia nó đã ăn hết dinh dưỡng dưới đất rồi, hoặc là trong cái rễ của cây mít Thái á, nó có tiết ra cái chất gì đó mà nó làm cho cái đất đó bị nhiễm, trong cái rễ cây mít Thái đó, nhiễm những cái chất nhựa gì của cây mít Thái mà cây mít Thái con đó, nó không phát triển được. Thì cái này mình cần cái sự mà nghiên cứu của các bạn kỹ sư nông nghiệp cũng như các nhà khoa học. Mà nếu mà theo kinh nghiệm của nông dân thì có thể là người ta sẽ làm cái cải tạo đất, thì mình sẽ đi học hỏi. Các bạn nào biết cái cải tạo đất thì có thể comment hoặc là chỉ dẫn cho mình biết cái phương pháp cải tạo đất nhé. Thì thưa các bạn, theo quan điểm của nhà vườn treo chảo thì chúng ta không nên đốn cây mít Thái, mà chúng ta nên cắt bông, cắt cành, tỉa cành và rải phân hữu cơ, rải vôi và tưới nấm Chico Đằng Ma và cung cấp nước đầy đủ cho mùa nắng này để chúng ta dưỡng lại vườn mít Thái chúng ta, để chờ qua năm sau và xem tình hình. Các bạn yên tâm đi, nhà vườn treo chảo là một trong những kênh theo dõi xuyên suốt về những tình hình nông sản, thị trường cũng như những cái kỹ thuật về trồng cây, về kỹ thuật về mít Thái, trồng và chăm sóc cây mít Thái. Nhà vườn treo chảo sẽ làm video phục vụ các bạn nha. Rồi, đừng đốn mít Thái các bạn nha. Nhà vườn treo chảo trân trọng cảm ơn các bạn đã xem video này và nghe nhà vườn treo chảo nói. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh, nhấn cho nhà vườn treo chảo một like, nhấn luôn cái chuông để theo dõi những video kế tiếp. Nhà vườn treo chảo rất vui khi làm video phục vụ các bạn. Chúc các bạn sức khỏe được mùa bội thu nha. Trân trọng kính chào.